Vâng, xin chào các anh em đang chăn nuôi dê. Tối hôm qua thì một bạn chăn nuôi nhà mình tư vấn cái trường hợp dê con nó bị kêu le. Trường hợp này các bạn, nói dê con thực trạng như vậy, kêu le nha các bạn, nửa đêm mà. Đây một video nữa nè, kêu le nó lăn lộn như vậy. Các bạn để ý cái đuôi nó lách lách hả? Cái này thì mình cũng chia sẻ nhiều lần các cái video trước rồi. Trường hợp này là nó đang bị bí ía nha các bạn, và nó đang đau, đang tức trong cái đường ruột. Nên là mình nhắn tin cho em này là bơm đít trị cọc trùng. Nó đang bị bí ía nha. Hôm qua em mới cho uống thuốc sổ sáng dây, em bơm đít xong nó ỉa ra cả phân lẫn sáng dây luôn. Thì con này cái sáng dây trong cái con dê con này nó cũng còn nha các bạn, sáng dây thường nó rất là lớn và nó dài, ra là nó bị kẹt, nó chưa ra hết, nó kẹt, nó quấn nó trong đường ruột, nên là làm dê con nó bí ỉa. Cho uống cầu trùng không anh? Em định ngừa luôn cho chắc, mẹ không biết cho uống mấy ml cốc siuri giờ con 13 kg. Cốc siuri thì cái thuốc này mà bạn này mua bên mình ha, cái thuốc này thì mình dùng 1 cent nó tới 25 kg, con này 13 kg thì mình dùng khoảng nửa sơ nha các bạn. Đấy, sau khi bơm cái dầu bơm đít cho em á thì giờ con nó ỉa được nha các bạn. Đấy, nó rặn nó ỉa ra được rồi. Hồi sáng con kia ra nguyên sáng dây trưởng thành dài, bờ rộng tầm 50 mét luôn. Em quên chụp hình cho anh coi. Bữa mình gửi thuốc cho em này sổ các bạn. Và cái con dê con thì lúc này nó êm rồi anh, nhai rồi. Bây giờ thì sau khi bơm dầu vào đít, con dê con này ỉa được thì nó đã ổn định lại rồi nha các bạn. Và nó đã nhai lại thì nó ổn định rồi ha. Còn cái mình sẽ cho các bạn xem luôn cái thuốc trị sáng dây này. Đây, đây là cái thuốc trị sáng dây ha. Sáng nay thì có sổ tiếp và nó ra tiếp nè. Đây, sáng nay thằng này sổ nó ra đây các bạn. Đang sáng dây đây. Sáng dây rất là to. Dê con mà ra sáng dây rất là to. Sáng nay mới ra nữa này anh. Đấy, sáng dây các bạn. Thì những cái chuồng mà bị sáng dây này thì các bạn chú ý ha, là chúng ta phải để ý những con dê nó ỉa cái phần ra sáng thì người ta phải sổ. Ta xác định con nào đó ỉa ra sáng thì người ta phải sổ ngay. Và những con mà có cái biểu hiện là lông khô sơ sát, rồi là ăn kém, gầy, bụng tốt, chậm lớn thì chúng ta cũng nên sổ luôn ha. Trong khi cái con dê con hồi nãy nó cũng khá là mập mạp, nó còn nhỏ thôi mà nó đã bị sáng dây rồi. Thì cái sáng dây này ở một số video trước mình có nói với các bạn ha, nó là nó lây từ mẹ sang con kìa. Có một cái video mình chia sẻ với các bạn, con dê con mới có 3 ngày tuổi mà nó cũng đã đi ra sáng dây rồi đó. Thì những cái khu vực nào, những cái chuồng nào mà bị sáng dây thì các bạn phải để ý điều trị nó. Cái vòng đời của nó tái sinh rất là nhiều lần, nó rất dễ lây nhiễm qua thức ăn, chuồng trại. Vì cái sáng dây mà khi nó đứt ra thì nó sẽ phát tán trứng rất là nhiều, trứng ấu trùng rất là nhiều, và vật nuôi nó ăn là nó nhiễm phải dung sáng đó, nghĩa là nó sẽ tái sinh rất là mạnh nha các bạn. Và cái thuốc mà để các bạn điều trị sáng dây
Thì mấy cái video trước mình cũng có chia sẻ rồi, cả hai cái loại thuốc để trị sắn dây à, đó là Rizantel ha, Brazilantel và Niclosamide. À, chứ không những cái thuốc như đặc trị sán lá gan hoặc là nội ngoại ký sinh trùng thì nó sẽ không diệt được sán dây nha các bạn, nó sẽ không diệt được sán dây. Chỉ có Brazilantel này rồi Niclosamide này à, thì mới trị được nha các bạn. Thì trước đây mình cho các bạn xài cái thuốc Rizantel trên chó mèo á, một viên nó 5 kg đến 10 kg, nó khá là đắt tiền, tầm 10.000 một viên, tại vì nó dùng trên chó mèo các bạn. Tuy nhiên là cái thuốc đó nó độc, nó gây độc cho hệ thần kinh, nên là mới đây á là mình có nói vấn đề này với bên công ty chế thuốc á, thì họ đã mình đặt họ làm riêng cái thuốc này cho mình này, cái thuốc này đặc trưng cho dê luôn này nha các bạn. Đây thì cái thành phần chính của nó các bạn xem này, thành phần chính của nó này, trong một viên chứa là 1.750mg Niclosamide. Niclosamide là cái thuốc dùng cái thành phần kháng sinh dùng để trị sán dây, sán sơ mít trên người nha các bạn. Cái thuốc này rất là an toàn cho vật nuôi, đặc trị sán dây nha các bạn. Cái thành phần thứ hai nữa là Levamisoid này. Thành phần này là diệt dung tròn nha các bạn, diệt dung tròn, các loại dung tròn như dung kim, dung chỉ, dung móc, dung lương rồi đó, dung đũa rồi đó. Và cái liều dùng này thì mình đã yêu cầu công ty sản xuất họ làm theo cái liều dùng cho con dê luôn nha các bạn. Cái liều dùng của nó này các bạn xem này, trâu bò thì một viên 25 kg, dê cừu thì cũng một viên cho 15 đến 25 kg ha, chó thì 10 đến 15 kg, mèo 1/4 viên trên 3 kg thể trọng. Đấy, thì một cái viên thuốc này thì chúng ta dùng cho được khoảng 25 kg dê, trong khi những cái thuốc khác á, trước đây á mình tận dụng cái thuốc dành cho chó mèo, hồi trước giờ không có thuốc sắn dây dành cho dê, không có cái công ty nào người ta nghiên cứu làm ra cái thuốc sắn dây cho dê hết á. Mình thấy cái vấn đề này nó xuất hiện trên dê nên mình yêu cầu công ty thuốc sản xuất theo cái nhu cầu của mình, đó là mình làm một cái viên với cái hàm lượng nó cao luôn để nó trị một con dê cho nó dễ dàng. Một viên của nó là trị được 25 kg ha, thì một viên dùng cho khoảng một con dê rồi, còn nào to thì người ta dùng 1.5 đến 2 viên. Ngoài diệt sán dây thì nó còn diệt được tất cả các loại dung tròn nữa nha các bạn. Đây là sự kết hợp khá là hoàn hảo luôn đó. Và cái quy trình điều trị của nó là sau 21 ngày chúng ta nhắc lại nha các bạn. Sau 21 ngày có thể là 25, 27 hoặc là 30 ngày sau chúng ta nhắc lại cũng được, nhưng mà phải có nhắc lại nha. Tại vì tất cả các cái dòng ký sinh trùng á, thì riêng cái trứng, cái ấu trùng của nó thì những cái thuốc nó sẽ không có diệt được, mà chúng ta chờ cái trứng hay cái ấu trùng nó phát triển, nó lớn lên đó, nó lớn hơn thì chúng ta mới dùng thuốc, chúng ta diệt nó từ 2 đến 3 lần được đó, diệt sạch được cái mầm bệnh, cái ấu trùng mà gây ra các cái bệnh ký sinh trùng nha các bạn. Rồi đấy là cái kết quả mình hỗ trợ cho tư vấn giờ con bị bí ỉa do bị sắn dây nha các bạn, chứ cũng không phải bị côn trùng đâu, con này bị sắn dây, nó bị nghẹt tắc đường ruột. Rồi trên kênh mình có chia sẻ rất nhiều các cái phác đồ về bệnh vật nuôi, tư vấn thú y và chăn nuôi. Mình có tư vấn thuốc này, phác đồ điều trị này, và có ship thuốc toàn quốc. Nếu bà con chăn nuôi có nhu cầu dùng thuốc thì hãy liên hệ bên mình ha. Khi mà bà con mua thuốc bên mình thì sẽ được tặng một số cái tài liệu chăn nuôi như là kỹ thuật chăn nuôi dê vỗ béo này, kỹ thuật nuôi dê cái sinh sản này, quy trình kỹ thuật nuôi dê con này, và mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho những cái trường hợp mà các bạn không tự chữa được, không có định hướng được cái phác đồ chăn nuôi, thì các bạn cứ chuẩn bị cái video này rồi cái tủ thuốc này gửi qua mình thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn, mình hỗ trợ nó nhanh nhất ha, kịp thời nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.